Xin chào mọi người, đây xem kênh Sừng Sinh TV của mẹ Tiên nha. Hôm nay là mẹ của Tiên sẽ làm món giò heo hầm nha mọi người. Đây, bốn cái giò heo chà bá lửa luôn rồi. Thôi đi rồi, thôi đi rồi. Lông luôn nè mọi người, đó đang nấu đá nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Ok. Giờ mình cắt ra. Anh mấy tám sẽ dùng máy để cắt. À, 이거 시끄러운데 괜찮은가? 네. 엄청 잘릴 때 시끄러울 텐데. 어, 괜찮아요. 소리 줄일게요. 어머니 어떻게 발? 짧은 게 네 발. 이게 앞에 소 앞에 다리. 네. 길죠. 길다. 이 길죠. 이거는 소 뒷다리. 소 뒤에 다리. 아 이거 돼지. 아이고. 소. 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 아 이거 bò nha mọi người. 아, tưởng đâu giò heo. Giò bò hầm nha mọi người nha. 그래서 족발 만들 거예요. 네 이거는 아까 도가니 수육 수육. 수육? 아니. 동안이 찜이라 해야 되네. 찜. 찜. 아, 네. 찜. 우족찜, 우족찜. 아, 소족찜. 네. 라 giò heo hầm đó, kiểu vậy. Ok, cho ra cho xem. Giò heo hầm mà kiểu như là hấp vậy đó mọi người. Đây là sau khi mình luộc xong khoảng 2 tiếng nha mọi người. Mình luộc trong độ áp suất khoảng 2 tiếng thì nó mềm ra. Nó mềm luôn. Ờ, đây là nè. Trời ơi, ngập tràn collagen luôn á. Cái này ăn vô là da mặt căng dây đờn thiệt tình luôn mọi người. Rồi, tương ớt nha mọi người, tương ớt. Đây là tỏi xay nha. Đi nào á. Tiêu, gừng xay, muối, nước tương, dầu mè, đây là xì rô bắp, bột ớt, bột ớt mịn nha mọi người, và tỏi sắc lát nha. Wow. Món này có vẻ đậm mùi đây. 32kg. Sau đó mình trộn đều lên nha. Một ớt vô. Tiếp tục là một ớt. Đừng kêu chú xíu. Thôi là mẹ Tiên sẽ cho thêm miếng muối vô. Miếng xì rồi bắp nữa. Rồi sau đó mình sẽ cho nấm kim châm, nấm cừu gà và ớt chuông vô. Chờ cái món này bắt dữ à. Cái đó này, cái món này chắc hết mấy lít rượu đế luôn mà ta. Bỏ vô hành ba rơ nữa nè nha, hành ba rơ sắc lát nha. Mình diêm lên cho nó nóng nóng. Vào lên cho nó nóng nóng. Đấy, ngon. Mặt tràn collagen luôn. Rất là tốt cho phụ nữ. Bổ sung collagen, căng da mặt đẹp. Còn đàn ông thì nhậu gũ đế nha. Món này là được cả đôi đường luôn, được cả vợ lẫn chồng luôn. Làm món này thì ra là hai chồng
Tụi ti tú tí chiến với nhau tới sáng luôn cũng được thôi nè. Rồi mọi người ăn với cả nhà có tiên nha. Ăn với mẹ có tiên nha. Thôi 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 thôi. Hả? Mới rồi. Thôi 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 thôi. Ok. Thôi 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 mọi người. Tại mất cái xe này rồi. Đây là gì mọi người biết không? Củ cải trộn. Ngon lắm, chua chua giòn giòn nha. Món này rất là bắt cơm. Và cái món thứ hai là rau trộn nha. Rau trộn. Đây, rau trộn. Ớt mình sẽ chấm với đậu tương, nước ngọt, nước cái này là nước nho. Ông mình cứ là sờ khi bùa thanh thanh. Hèn chi mẹ tiên da mặt căng vậy, 65, 66 tuổi mà da mặt còn được vậy. Toàn là ăn ba cái này không, hỏi sao mà không đẹp. Anh nhóc lấy cái tựa đi ra nào. Thế chứ con chó là tao này, chứ chả chơm mẹ. Số đá đi. Tô à. Hát tựa.내가 먹는 거야. mấy bác nào mà hay bị đau xương khớp, đau đầu gối rồi ha, đau khớp tay rồi đau cổ tay cổ chân rồi đó ha, mà mày mua ai có vấn đề về xương khớp thì hãy ăn những món này, bởi vì mẹ tiên da mặt thì căng còn xương khớp mới đi khám hôm bữa vậy, bác sĩ nói như là 40 tuổi gì đó mọi người. À, ăn toàn gì không này, hỏi sao chị Mỹ Trinh có vẻ hơi nhợn. Chết rồi ta. 근데 아무 맛이 안 나는 젤리. 나는 지금 뭐 가까이 주세요. 이거를 그냥 뜨뜨뭐 뜨뜨뭐 어머니 짠 거 하나 주세요. 좋네. 예. 좋네. 이거는 ăn cái món này là phải cầm tay xé xé cho nó ngon, chứ dùng kéo cắt thì nó quá là bình thường. 뜨뜨뭐 맛이 정말 좋아. Phải dùng bao tay nha. Đó, ừ, đeo vô đó. Đó, ừ, đúng rồi nữa. Phải làm như thấy mẹ đi ăn ngon. Mà mẹ Trinh phải làm như là đang xét nghiệm như đó. Một sinh dưỡng của hết ăn chung. Thì sao? Nào hôm nay nên ngồi hay gọi chú nhưng mà nào hôm nay mất cốt. Cứ mới sửa. Mẹ mà xin. Mà sao? 무슨 맛으로 먹지? 아니 맛이 없는 것 없다라고 말하기가 무슨 맛인지 평가를 못 하겠다. 그냥 부들부들하고 쫀득쫀득하다 이거. 나 그냥 mềm và nó dai dai mọi người. Đúng vậy á. Ngon. 그런 느낌. 부들부들 쫀득쫀득. 부들부들. 젤리 느낌. 끈적끈적. 쫀득쫀득. 아, 쫀득쫀득. 소팔대 도장 찍은 거. 아, 아, 정요. 안 보여요. 왜냐면 다 밝으니까. 어, 그 dĩa gì đó vậy mọi người? 그 dĩa gì đó vậy? 흥! 아, 지금 không ăn được món này. 어, 술 안 먹었네, 엄마. 얘는 술 안 먹는다니까. 두 시간 봐도 안 먹는데.
근데 옥상에서 술 먹는 것처럼 얘기하고 동네 쨍쨍쨍 둥둥둥둥둥 의자 못 짜겠어. 이제 문 닫고 문 닫고 자고 있는데 너무 시끄러워서 문 닫고 잤어요. 쪽하네라 우리야. 왜? 쪽하네 많이 시끄러워 해가. 어쩌라고? 예하이 그렇다고. 너 예하이 찍고 아이기가 아니라. 고추가 진짜 이제 껍데기 엄마 질겨졌어. 이제 가을이. 가을. 이거 뭐야? 어머님, 이거 뭐예요? 이거 뭐 안 먹었네요. 고양이가 먹다가 나도. 먹다가 또 한번 드세요. 나도 먹으면 아가니까. 치즈 안 먹으면서. 치즈 안 먹으면서. 치즈 안 먹으면서. Ai ngồi? Dạ. Ai ngồi đây thì người đó phải ăn. Ai ngồi vô vị trí này người đó phải ăn. Chụp. Cứ vị trí ăn chưa mèo mốc cơ dạ hắn nhìn đấy. Mốc rồi. Sống cả là áp đặt hết mà ngủ. Mũi rồi áp đặt hết mà ra. Mốc rồi. 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 아이면 무조건 좋은 줄 아나. 자기 건강. 맛있어 맛있어 맛있어. 어머, 그러지 마. 왜 그래? 야. 원모습 보여줘. 진작하고 얌진한 남의진. 맛있습니다. 네. 이미지는 완전. 아주 쫄깃쫄깃한. 마음을 바르게 린든. 피는 맛이 아주 부드럽습니다. 처리 mọi việc rất là chu đáo tinh tế ôn hòa. 우리 친구들은 물어봤는데 시간이 안 맞아가. 올라 올린 비디오 thì bà làm hơi nhoi xíu để tạo không khí thôi. Chứ ngoài bà rất là điềm tĩnh nha. 여러분도 đứng đắn luôn á. 여러분도 많이 드시고 무릎 건강을 위해 파이팅. 네. 맛있습니다. 그렇지. 그래야지. 이렇게 부드러운 맛이 처음입니다. 그래야지. 好 잘해. 잘해. 혼자서. 원모습. 원모습. 예은아 저도 좀 먹으려? 안 안. 엄마 엄마 먹는 지수 없었어? 넘어가던 게 올라 올라간다. 언니, 다들 왜 이래? 어? 이거 왜? 왜 이래? 왜 뛰나요? 오늘. 나의 원모습, 본모습을 보여주고 있는데 왜 이래? 내 눈에 녹여가고 무슨 어제야? 속지 마세요. 원모습 이거 아닙니다. 내 눈에 뭔가 이렇게 나오게 영화 흔장 되고 나 엄마! 커피 먹기가! 안 그렇습니다 여러분. 안 그래요. 아원이 언제 그래. 나 있어. 나를 인증해 줄게요. 나 인증. 내가 증인이가. 증인이가. 증인. 네, 나 증인. 증인이 형아 이름 뭐 증인이 라게요. 내가 둘과 한 패고 나 내가 혼자한테 어떻게 내가 이길 수 있냐. 오늘 또 무슨 컨셉이야 엄마. 오늘 또 무슨 컨셉이야 이거. 어? 왜 뜨는 하이름을 믿냐 또 겸 라이. 어? 버섯도 들어갔네. 아 이게 양념이 되게 맛있구나. 그러면 이거를 이게 뭐야? 껍데기고 이거는 안에 연골인가? 연골. 다리에 있는 연골? 그거를 무릎에 묶으면 좋아. 이거를 이런 거 힘줄. 힘줄. 아니야 힘줄 아니야. 안 질겨. 힘줄은 되게 질긴데 야 질겨. 힘줄 아니야. 양념을 이렇게 먹어야겠구나. 양념을 그렇게 먹어. 찍어 먹으면 맛있어. 오늘 그릇 어디 예쁘게 두 개 생겼네요? 내가 예쁜 그릇에 담아 먹고 싶어서 세트를 다 샀어요, 우리 원룸에. 아, 그렇군요. 매딩 머리 할 게 없네요.
근데 껍데기 말고 안에 있는 게 콜라겐이 많이 든 건가? 이게 원래다. 그치? 이거는 그냥 껍데기인 거지? 껍데기도 콜라겐이 맛있어. 나는 말이 좋은데 니 말 마. 엄마보다 딸이 많이 먹어. 딸이 안 아프지. 나 아픈데. 내가 이제 나이 많아져야 안 돼. 엄마 내가 먹을 수 있다. 많이 먹어. 나 많이 먹는데. 많이 먹어. 응. 마늘도 먹어. 버섯도 먹어. 아, 마늘 생마늘인데. 아니야, 살 딱 볶았어. 이게 네. 양념이 맛있다, 양념이. 이렇게 양념이란 거야. 양념 맛이지. 이건 뭐 맛있냐? 아무 맛은 안 나, 맛은. 그냥 씹히는 느낌? 쫀득쫀득한 느낌? 내 피부에 주름이 없어지는 느낌? 그냥 보신이다 하고 먹는 거지. 뭐야. 내가 그지 여보한테 주름이 늘어난다니까 뭐라더라? 보톡스 맞아라 했나 말했나? 내보고. 보톡스 맞으면 다음에 또 쳐진다. 피부 땡길라고. 땡길랬나? 땡길라고. 응응. 니 căng da nhăn thì mình đi căng da mọi người. Nhưng mà thực sự ra là con người phải lão hóa, phải già. Đó là cái quy luật tự nhiên là trà dơ ngày quỳ chích. Nếu là cái nên in căng ấy, trà dơ ngày quỳ chích, u chu ngày quỳ chích, quy luật của vũ trụ, quy luật của tự nhiên. Cute. 응. 부츠가 큐치. 큐치. 우주의 큐치. 응. 자연의 큐치. 큐. 큐. 그렇죠. 큐치. 큐. 큐. 큐 아니야. 큐. 큐. 그렇지. 큐. 큐치. 그래서 큐치한테 엥 떨리지 마. 뭐 어머니 뭐 뭐라고요? 뭐라고? 어머니 사슴 사 앵기지 말라고? 아니 경상남도에 사투리 뭐 앵? 앵 뭐? 앵기지 말라고 엄마 빨리 말해요. 앵기 들지 마라. 맞아요? 덤버. 그러니까 앵기 들지 말라고. 앵기 들지 마. 네. 자연한테 앵 들지 말라고. 그래 자연한테 이거 쌤한테 앵기 들지 마라 그랬지 내가. 아, nói chung là con người mình phải già mới đúng quy luật tự nhiên. 아 엄마. 아 생마늘이야. Chứ không phải là ai đâu mà trẻ mãi không già. Thì chỉ có yêu tinh mới trẻ mãi không già thôi. 엄마. 그래 깨우나다. 응, ăn gì đi chứ mới không có bánh hồng sẵn quá dài lâu. Ăn tỏi sống. Ăn muốn như cầm mai. Bà ăn chúng tỏi sống rồi mọi người. Con thích ăn tỏi sống lắm. Mà giờ nghỉ ăn rồi. Bỏ lâu rồi. Tiên bỏ lâu rồi. Chẳng bánh nó lạnh rồi. Trời ơi, nhìn mẹ Tiên kìa. Look my mom. Everybody. Everyone. Look at my mom. Mọi người nhìn mẹ Tiên kìa. Dạ cô ấy còn đưa cho con gái của cô ấy. Con gái của cô ấy dễ mặt rất đau khổ rồi từ đó. Cô thông sư luôn. Khiêu chân nữa đó. Cờ bu hè. Cười nhơi. Nước mũi nặng cho gặp chơi. Nước mũi nặng cho gặp 이런 거 먹으면 이제 충분하다 나는. 이게 가운데 들어있는 먹어줘야 먹잖아 그래 먹는데 이거 맨날 이거 이게 아프다며 이게 먹잖아 이거 먹어줘야 안 아프지 안 먹는데 아프지. 자 태훈이도 하나 먹어봐. 어 마이 갓 그릇 없네요? 다행이네. 아 그릇 여기 있네. 자 양치 했는데요? 아니 양치는 또 하면 된다. 다 물어 그거. 안 먹히면 안 먹어라. 아 맛있다. 무릎 아프다고 하지 마. 엄마라. 냠냠냠냠냠. 오 맛있네. 무슨 맛인데? 되게 거짓말 할 수 있을까? 나 kiểu như là dai dai mọi người cay cay á. 이런 거는 먹을 수 있다 이제. 맵맵 á. Ngon lắm mọi người. 맛있어. 터드 있네요. 귀여운 터드리.
뾰족뾰족 올라와. 뾰족뾰족 올라와. 올라와. Có lông nữa. Có mấy cọng lông dễ thương mọc tủa tủa ra vì mẹ tiên cạo chưa hết. Nè. Trơn 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 trơn. À, cái collagen이구나. 느꼈어. 아, 오늘 피부 하나 펴졌어요. 저 원래 효과 그때 말을 나. 아, 그럼요, 그럼요, 무슨 그럼요. 관영의 속도처럼 말을. 아, 그럼요, 그럼요, 그럼요. 엄마가 해준 요리. 라미나. 딱 너 안생 요요요 요리라. 그럼요, 그럼요, 그럼요. 밥을 좀 먹어야지. 어제 그 언니가 타준 커피. 그 쌀국수 집에서. 아, 진용. 커피 của chị Nhung, cà phê của chị Nhung. 감사합니다. Hôm qua mua đó, cà phê của chị Nhung. Chị Nhung đã đi xa. Trời, tự nhiên tôi nhớ tới cả nghĩ Tiên Nhung tôi muốn. Thật sự là tuổi thơ của Tiên. Mỗi ngày đều nghe nhạc của ca sĩ Tiên Nhung. Mạnh Hoàng Trường, Trường Vũ. Ờ... Đã mất rồi chứ? Anh cài lại cho chị. 이 친구 나가야 나가야 아침에 전화하고 어제 전화하고 Dạo này mấy ngày gần đây á, ngày nào Tiên cũng nghe nhạc lại của ca sĩ Phi Nhung và tưởng tượng như là cái giọng rất là quen thuộc như chị ấy vẫn còn đây nhưng mà người đã đi xa rồi, rất là buồn luôn mọi người. Rất là buồn. Nhưng mà vì ông mà không thể nào tin được. Không thể nào mà. Chứ anh đã mình chứ chị. Giống như là người thân của mình ra đi đó mọi người. Cứ 4 5 giờ sáng là lại mở nhạc của chị Phi Nhung để nghe. Chú ra nhà ông đang chiếc đồ chứ mà. Chiếc 요즘 우리 엄마 컨셉이 땡땡이 시어머니 컨셉인가 봐. 그랬네. 어찌? 컨셉입니다. 우리 엄마 안 그런 거 아시죠? 네. 아주 부드럽고 아주 친절하고 아주 상냥한 우리 엄마. 가을이라서 그래요. 개워라 니 표현. 어떤 느낌? 살짝 이렇게 되어가는 느낌. 까, 너 나 제자리만 갔잖아. 나 엄마 안 갖고 놀았네. 자세 보고 그랬는데. 어? 뭐? 어, 엄마가. 막 개운한 이 맛. 시금치가 얼마나 컸는지 이만하더라. 와, 대박. 엄청 길어. 엄청 길게 잘랐다. 네, 이게. 지금은 맛이 없는 것 같아, 엄마. 겨울 돼야 맛있다? 이게 좀 뭐, 어, 그 단맛이 없다. 옛날부터 시금치는 응. 얼었다가 녹았다, 이렇게. 그러니까 겨울. 반복을 해야 돼. 근데 여름 거는. 좀 싱겁다. 키만 쭉 크고 싱거워. 어, 통통한 느낌이 없네. 그자이? 뭐지? 그렇습니다, 여러분. 꽃이 피어. 꽃 폈나? 아유, 꽃다발 만들어 올게, 여름. 아빠한테 엄청 실이 있다 지금 다 뽑아야 돼. 아버지 빨리 좀 마시마. 우리 아빠는 어디서 그런 힘이 나시는지. 고생해 갖고 자 감자 500평 심으실 거랍니다. 500평 마늘로 지는 한 300평 심더라 지금. 감자 500평 뭐라더라 팔아서 뭐하라더라 아빠가 뭐하랬는데 보고. 나 어떻게 뽑으러 가냐 그러니까는 집에 사람 다 데리고 가면 11명이나 돼. 11명이서 다 캐면 된다 돼. 병필오빠까지 오면 12명. 12명이서 다 같이 가서 싹 해갖고 뭐 뭐라냐 할머니가 아파거든요. 아우 웬일. 병매가 떠나야 되겠다. 자 우단 일이고 뭐 정리를 하는 말하지를 마세요, 제발. 말을 하는 순간, 땡그랑 한 푼, 땡그랑 두 푼. 혼나가는 소리가 들립니다, 이 여러분. 자, 오늘도, 땀이 모이네? 까만. 행복하세요. 행복하세요, 뭐야? 하이, 한푹냐. 하이, 한푹냐. 하이, 한푹냐. 더 이런 거 주푹. 아이가 야 쭉 해봐봐 쭉 하이 한푹냐 하이 한푹냐 오케이 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 cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông và comment ủng hộ cho kênh Sườn Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên, TikTok, Instagram nhiều quên im và ai muốn mua các sản phẩm như nhân sâm, hồng sâm, nấm linh chi
rối loạn tiền đình tức đột quỵ hồng xăm trẻ em cao xăm thuốc xương khớp thì hãy qua bên trang Facebook và quan TV nhân xăm Hàn Quốc chính hãng inbox Kim Tuyên nha. Tạm biệt mọi người, hãy hạnh phúc nhé. Be happy, be happy.